Tại chương trình, Đoàn Thanh niên Ngân hàng BIDV Việt Nam đã khánh thành và bàn giao công trình tài trợ xây dựng mới 3 khu nhà vệ sinh và 4 khu vui chơi tại các điểm trường làng của trường tiểu học xã Gia Bết, huyện Đắk Đoa, đồng thời trao tặng trên 1.000 suất quà cho các em học sinh. Tổng kinh phí tài trợ chương trình lần này là 370 triệu đồng do đoàn viên thanh niên thuộc Ngân hàng BIDV Việt Nam đóng góp. Chương trình Xuân Tình Nguyện là hoạt động thường niên của Ngân hàng BIDV Việt Nam mỗi khi Tết đến xuân về, với mong muốn cung cấp ủy chính quyền địa phương chăm lo Tết cho các em học sinh được đầy đủ ấm áp hơn.